Vì nếu không có cái ngày này thì nhân loại trên trái đất sẽ bị hủy diệt của thiên đình. Tại vì thượng quân, trung quân, hạ quân là phải lập lại thượng quân. Cho nên chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng không ngồi, thảm thương lê thứ tới hồ Bắc Hầu Văn Trưng. Trước đền mắt ngọc nị gưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào ngu, làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn sát trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì thưởng như thơ biếm đời. Nếu không có cái ngày của Đức Thầy đản sanh thì nhân loại sẽ bị sự hủy diệt. Như vậy thì chúng ta có cơ hội để thành Phật thành tiên. Bị làm chúng sanh mà chúng ta bị hủy diệt chưa gặp Phật thì coi như những kiếp tới chúng ta khó có giác ngộ được mà giải thoát. Nên hôm nay cái ngày đản sanh 103, tức là Đức Thầy 103 tuổi mà Đức Thầy lâm phàm năm 39. Sở dĩ tôi xuống dưới trần để cứu chúng sanh là tại vì thiên đình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là do vua Minh Vương Đức Phật Thích Ca qua năn nỉ với Ngọc Hoàng quản lại, cho nên Đức Thầy mới có cái cơ hội là lâm phàm để dạy đạo. Nên cái người có duyên lành với Phật giáo Hòa Hảo thì từ khi biết Đức Thầy lâm phàm dưới sứ mạng là ta không thể đem phải quả linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nên họ khi biết cái sứ mạng của Đức Thầy và cái việc lâm phàm của Đức Thầy là để cứu chúng sinh, cho nên họ giác ngộ từ lúc Đức Thầy mở đạo. Như là ông Hương Hầu Phỉ, ông Cả Mười, ông Quảng Diệp, ông Tổ Mã A, ông Lương Văn Tốt và ông Năm Hiệu, cho nên đã giác ngộ từ đó. Cho nên Đức Thầy biết rằng cuộc đời gáo nghiết, rồi đây sẽ đi đến giai đoạn là đói, đau, xăng dầu khan hiếm và con người thất nghiệp, đói la lết. 83 năm mở đạo của Đức Thầy, giờ đây nó đến cái ngày chúng sanh sắp khổ. Cho nên năm nay cái ngày lễ đản sanh Đức Thầy là trời ưu đãi cho lịch tín đồ, cho những người tới dự, không mưa và không khí là cái ngày Tết, cái ngày lễ rất là trang nghiêm, vui vẻ, và bà con tới đây người nào cũng thấy hớn hở. Là tại sao vậy? Là bởi vì Đức Thầy lâm phàm nước viết ra cơ giảng, báo cho tất cả những cái khổ của chúng sanh là từng tự nó sẽ đến, từng tự sẽ đến, từng tự sẽ đến. Nói đói thì bây giờ đang thất nghiệp tràn lan rồi đó. Nói đến xăng dầu thì bây giờ nó la khan hiếm từ từ rồi đó. Nói đến chiến tranh thì bây giờ là các nước cường quốc đang chuẩn bị bom nguyên tử đó. Như vậy thì bây giờ con đường ngắn nhất và con đường nhanh nhất là bây giờ là phải phát tâm chay trường liền. Có người trong đạo hiện nay họ ăn chay trường năm nay 50 năm, 70 năm. Còn những người trong giai đoạn này chưa ăn chay trường thì nói chung là sẽ bị cơ tận diệt, sẽ bị hủy diệt. Nên vì thế mà phải gấp ăn chay. Là còn cái vấn đề cúng lại. Cúng lại là một cái điều kiện làm cho con người mình bớt tội, tăng phước, cầu xin với Đức Phật trời đất tha cho những cái tội mình đã lỡ gây nhiều đời hoặc hiện đời, và ban cho con có cái phước để con còn sống còn ở cõi thượng quân hay vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vậy mà tín đồ Hòa Hảo có người cúng 48 năm là ngày đêm là khẩn vái Phật trời ban bố phước lành cho mình được bình yên trong cuộc sống, và coi như có những cái điều may trong cuộc đời, và cho đến cái ngày chung cuộc Đức Thầy là coi như cầu nguyện ngày đêm. Cái thứ ba là phải làm thiện. Bởi vì cõi thượng quan sau khi trái đất bị nguyên tử hủy diệt thì tất cả chúng sanh phải chết, không còn một cây cỏ trên mặt đất, là chỉ còn lại người tu mà được Phật trời cứu thôi. Cho nên từ chỗ đó mà nếu được Phật trời cứu á thì chúng ta sẽ cống cõi thượng quan làm tiên. Mà muốn làm tiên thì phải có phước. Cho nên Hòa Hảo nhờ dân theo lời Thầy. Và bữa nay cái lễ của Đức Thầy, đản sanh Đức Thầy đây, không biết bao nhiêu chạm nước, nước cam, nước ngọt, trà đường, phê đá, đá chanh, sữa, đậu nành, còn cơm là không biết bao nhiêu chạm cơm, và không biết bao nhiêu chạm cháo, không biết bao nhiêu chỗ bánh mì. Còn cái công việc Hòa Hảo hàng ngày là xe chuyển bệnh của tỉnh An Giang trên dưới gần 300 chiếc, ngày đêm chuyển liên tục bệnh nhân.
Còn cái đội cất nhà, một năm cất không biết bao nhiêu ngàn căn nhà cho dân nghèo ở trong các đồng tình, đồng bằng sông Cửu Long. Còn về vấn đề thuốc men thì không biết bao nhiêu tổ thuốc nam của Tuyên Quang một ngày 1-2 ngàn người mà suốt mấy mươi năm. Rồi không biết bao nhiêu bếp cơm từ thiện của các bệnh viện từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cho đến thành phố Hồ Chí Minh, cho đến Đồng Nai, đến Biên Hòa, Bình Dương. Rồi Phật giáo Hòa Hảo là cất nhà cho dân nghèo nói chung là không biết bao nhiêu. Và tất cả các việc thiện Phật giáo Hòa Hảo đang làm một cách là đắc lực, ráo riết và tiến tâm trên toàn thế giới. Cho nên vậy mà cái người người ta làm từ thiện là vì lòng từ bi của Đức Thầy kêu gọi, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Hoặc Đức Thầy kêu gọi cùng cả tiếng kêu dân ai hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn nước chung độc Phật bự. Lý do Đức Thầy ráo riết kêu mình phải làm từ thiện tối đa để cứu dân, cứu nước, cứu đồng bào đang trong khổ cực. Nhân đó mà mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, nuôi dưỡng cái phước điền, càng ngày mình càng tăng trưởng để đủ điều kiện dự hội Long Hoa. Cho nên Đức Thầy mới sao chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình dạng cho hoàng vạn quốc chư bang. Hoặc là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Cho nên vậy mà người Hòa Hảo phải ráo riết làm phước. Cho nên trong giai đoạn này có người bố thí hàng tỷ, tất cả công việc là giúp đỡ dân nghèo, lúc này Hòa Hảo làm một cách đắc lực ráo riết để là trước cái cơ tận diệt, đặng mình có đủ phước đức để dự hội Long Hoa. Sau cùng là niệm Phật, bởi vì cái tâm con người là chính mà thân con người là tạm, của cải thế gian là bọt nước bầy là mây bèo, sớm muộn gì nó cũng tan rã, chỉ có cái linh hồn mới là vĩnh viễn trường tồn. Cho nên muốn cho tâm thanh tịnh phải niệm Phật. Niệm Phật là Đức Thầy nó trong tâm chúng sanh niệm niệm bê làm chẳng dứt gì cái vọng niệm về việc thế trần ấy, không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Cho nên hôm nay thành tâm niệm một niệm Phật và lìa một niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các dục tình không còn đâu mà nảy sinh ra được. Cho nên vậy mà bây giờ muốn cho có một cuộc sống vĩnh viễn trường tồn sau này, hiện tại là phải giữ tâm thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh là phải niệm Phật. Cho nên Đức Thầy nói là giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, tìm con đường bắt chánh đạo mà đi. Giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giải ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật giúp thái độ đời. Cho nên vậy mà Hòa Hảo là chúng ta phải niệm Phật. Mà niệm Phật nếu được nhất tâm thì chúng ta sẽ đắc đạo tại tiền. Còn nếu chưa được như vậy, tới lúc sắc tắt lỡ điệp lỡ thở lìa đời, nhớ được một tới mười niệm, Đức Phật A Di Đà cũng rước về mình về cõi Tây Phương. Cho nên chúc tất cả những người ở trên cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước là xem coi cái thời cuộc để biết cuộc đời sống hết, và cái cuộc cứu độ của Đức Thầy sắp trở về để độ mình đến dự hội Long Hoa và đưa mình về cực lạc, đưa về Niết Bàn, quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo mưu bồng ngõ hội quần tiên. Kính chúc cho quý vị cộng đồng mạng tinh tấn tu hành để ai cũng đều có dự hội Long Hoa, ai cũng đều dẫn sanh Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.